câu với dính hai con cá dài. Chào mọi người nha. Mọi người ơi, đây là cái này bán ở chỗ nào? Sa tế. La quế hay sa tế? Sa tế. Xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình chuẩn bị thêm một cái cuộc đi câu cá cho cả nhà cùng xem nha. Nói chung mình sẽ đi xuống dưới gành á để mà mình câu rất là nhiều loại. Vì nếu mà hôm nay có cá nhiều á thì mình sẽ đem đi nướng hoặc là mình làm cái gì cho cả nhà cùng xem. Bây giờ đi thôi cả nhà. Đó, xuống dưới em câu đi. Nói chung xuống dưới em câu của em. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cả nhà ơi, bây giờ là Sinh đã đi tới cái chỗ cái điểm mà để mình câu cá rồi. Thì bữa trước mình có mấy ông anh đó, câu cá ở cái chỗ này rất là nhiều nha. Đó, thì hôm nay chạy sống không biết là mình câu được bao nhiêu loại. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng với mình bắt đầu đi câu cá thử coi hôm nay mình được bao nhiêu cá gì cá gì hết cả nhà. Nói chung đa dạng cá lắm cả nhà ơi. Thì để coi được cá gì thì mình coi thử coi hôm nay mình câu được cá gì mình sẽ nướng cho mọi người cùng xem ha. Đó, mình sẽ đi gán kiếm cá nướng ngày hôm nay. Cứ đem theo ba cái bắt kiến nha mọi người, để chút nữa mình câu vừa đủ cá xong á thì mình sẽ đi lặn thêm một mớ ốc để mình ăn ha. Đây là mồi tôm nha nhà ơi, đây là mồi tôm. Tôm để mình câu cá. Cá rô biển ở nhà rất là ngon nha. Đó, câu là câu bằng cái con bọ nè. Đó, đây là cái con bọ này để dùng câu với cá rô này cả nhà. Em câu với dính hai con cả nhà ơi.
hai con luôn. Okay. À, này mình cho được chín hai con luôn cả nhà, đang lần lứt hai con luôn ha. Nói chung là cái mồi này rất là bạn bé nha cả nhà. Cá này là mình kho keo hoặc là mình nướng nha, hoặc là chiên lên cũng rất là ngon nha mọi người. Đó, cá rất ngon. Nói chung là mấy đứa em của mình ở đây cá ăn nó câu rất là hay cả nhà. Đó, dùng cái mồi bò nè, cả nhà thấy không? Ở đây là cái con bò này để câu chín nè. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái càng cúm nha. À, đây gọi là càng cúm nha cả nhà, rất là ngon nha cả nhà. Thì mọi người ơi, ở đây thì ở ngoài mình thì ký 60.000 nha, 60k ký đó. Thì càng ghẻ hôm nay thì nói chung là trời động quá cả nhà, và sóng gió thì hay có lắm, rất là ngon mọi người ơi. Cá chứ anh. Con muốn gì mà con muốn hai con muốn mình đây. À, để lại kêu qua cho. Cái cá mú của tôi. Dễ ra ăn. Dạ.
xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì sẽ làm một ngày nữa. Mình sẽ có một cái món ăn rất đặc biệt cho mọi người, đó là mình sẽ đi lên nhà bà ngoại của Sinh đó để lấy một cái con ốc hay là một cái gì đó về cho mọi người thức với Sinh cái món ốc này nha. Thì mình nghe nói là bà cô mình bà nói là có ốc gì đó, ông chú mình đi vô có nên bà muốn kêu mình lên lấy, thì mình sẽ về lấy lên nhìn lấy coi có cá hoặc là có ốc gì ngon để mình về chế biến một cái món ăn nào thật là hấp dẫn cho cả nhà cùng thức với Sinh nha. Bây giờ chúng ta đi thôi. Mọi người nha, mọi người ơi, đây là ốc tươi luôn nha mọi người, chứ không có ướp gì nha. Đây là ốc mà bên chỗ bà dì của mình á, chồng của bà dì mình đi biển vô rồi cho mình một mớ ốc này để mà ăn nè cả nhà, ngon không? Ốc này chắc là mọi người cũng biết ha, không cần mình phải nói tên. Thì nói chung là cái loại ốc giá này rất là ngon nha cả nhà. Đó. Còn đây là cái con cá nhái nha cả nhà, mà mình đã từng quay cho cả nhà xem rất là nhiều lần rồi đó. Thì để coi chút nữa mình sẽ làm cái món gì cho cả nhà cùng xem ha. Cả nhà thấy không, ngon không, hấp dẫn như cả nhà, quá đã luôn mọi người ơi. Có cái món ốc này ngon ha. Xài thôi nhưng mà chỉ qua YouTube thôi nhiều. Mọi người nha, mọi người ơi, đây là ốc tươi luôn nha mọi người, chứ không có ướp gì nha. Đây là ốc mà bên chỗ bà dì của mình á, chồng của bà dì mình đi biển vô rồi cho mình một mớ ốc này để mà ăn nè cả nhà, ngon không? Ốc này chắc là mọi người cũng biết ha, không cần mình phải nói tên. Thì nói chung là cái loại ốc giá này rất là ngon nha cả nhà. Đó. Còn đây là cái con cá nhái nha cả nhà, mà mình đã từng quay cho cả nhà xem rất là nhiều lần rồi đó. Thì để coi chút nữa mình sẽ làm cái món gì cho cả nhà cùng xem ha. Cả nhà thấy không, ngon không, hấp dẫn như cả nhà, quá đã luôn mọi người ơi. Có cái món ốc này ngon ha. Thank you.
ngon không? Này cào vô chứ đắng. Này nó mua nó cái cào hoặc là đuôi. Đổi mà cái đó người ta đổi mà. Cho lên cảng thì mua về mua trước đi nha, hiểu chưa? Tại vì mai cách ly có mấy người bán chợ rồi, nhưng cho bán. Mà hồi mình làm bao nhiêu cách ly dở quá ha. Vậy thì cách ly luôn đi mà ha, tự nhiên bây giờ đợi quyết định nữa. Anh làm việc nhiều cái hiểu. Thấy chưa nặng hay sao? Không phải, ẩu. Không được rồi. Thì nghe cho báo bình thường luôn. Nghe nghe luôn. Mà bén gì trời. Hồi xưa không biết mà bỏ cái đít. Đít cũng như đít đó, bỏ. Xin sẽ bắt đầu đi vô đất liền, tại vì mình sẽ có một số công việc gì đó ở trong đất liền, nên hôm nay sẵn dịp này xin sẽ vô trong đó coi thử có những cái món ăn nào rất là ngon và hấp dẫn, thì mình sẽ quay lại và cho cả nhà cùng xem và thưởng thức với xin nha. Thì ở đất liền của mình thì không biết là có cái món gì, thì cả nhà đón xem nha. Thank you.
Có mọi người biết cái này cái gì không? Đây là sầu riêng nha cả nhà, rất là ngon. Tại vì có nhiều bạn không biết ăn nên mình nói nó hôi thôi chứ. Tại cái mùi của nó hơi nặng nặng thôi cả nhà. Thật sự ra rất là ngon, ai đã từng thưởng thức qua cái loại này rất là hấp dẫn cả nhà. À. Nè mọi người ơi, thấy ngon không? Cái gì sốt vậy? Ngon lắm nha cả nhà, rất là tuyệt vời. Cái muối nè, này em tách ra nó là có. Chịu thôi. Được. Chứ theo mình nghĩ thì rất là ngon nha. Thì lúc đầu mình cũng sợ lắm cả nhà. Nhưng mà khi mình ăn vô thì rất hấp dẫn. Ngon à. Ôi nha. Tuyệt vời. Ăn vào tối về đói luôn. Tại mà ăn mày về tối đói luôn. Chắc một hộp cơm về để thủ sẵn vậy. Chứ có gì khác nữa. Nước mía của em á.
Cả nhà bây giờ là mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình những cái món ăn mà mình bữa giờ đã giới thiệu cả nhà nha. Đây là những cái món ăn ở trong Đắk Lắk cả nhà. Thank you.
Chào cả nhà nha, cả nhà ơi, cái video của mình xin đến là kết thúc. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký một like và chia sẻ cho Sinh nha, để cho kênh của Sinh càng ngày càng vững chắc, với lại để mình có thêm động lực để giới thiệu cho cả nhà thêm một số món ăn mới nữa đó. Xin chào và hẹn gặp lại những cái video hấp dẫn và đặc biệt của Sinh nha. Bye bye.